Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho chị bạn một số dòng xe giá xe mới nhất, một số dòng ví dụ như là Vinner này, Sightseer này, hoặc là SH, Vao, AB rồi. Rất là nhiều dòng ha. Nên chị bạn nào mua dòng nào thì chịu khó mình tham khảo ha. Đồng hành giới thiệu vào hôm nay thì chào mọi người nha. Hôm nay tiếp tục mình về một lô xe mới và tất cả các dòng xe hiện tại đang giảm giá rất là mạnh luôn mọi người nha. Thì anh em nào mà có nhu cầu mua xe thì hoặc nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em nha, có số Zalo phía trên mọi người nha. Đầu clip này em có con Vinner B3 này mọi người. Con này là phiên bản ABS mọi người nha. Con này thì nó có con màu HLC màu đỏ nè, rồi màu bạc nè và màu đen mọi người nha. Ba màu này thì em đang bán với giá là 35 triệu mọi người nha, bao gồm VAT luôn nha. Đó, thì nếu mà anh em phiên bản ABS thì 35 triệu nha, còn CBS thì em bán với giá là 32 triệu thôi nha. Đó, anh em mà mua gấp thì trả trước tầm 3 triệu nhận xe nha mọi người. Tiếp theo nữa là Sightseer mọi người nè. Sightseer này là Sightseer Việt mọi người nha. Đó, con này là màu xanh mọi người nha. Và em có lên thêm một con màu xanh 3D mọi người nè. Màu ring của nó hiện tại em đang bán với giá là 40 triệu mọi người nha. Còn nếu anh em lấy màu sơn 3D sẽ là 41 triệu mọi người nha. Đó, dòng này thì anh em trả góp ấy, chỉ cần trả trước 5 triệu là mua xe rồi mọi người nha. Rồi qua đây thì có em SH mọi người nè. SH này là SH 160 CBS mọi người nha. Con này thì em đang bán với giá là 90 triệu mọi người nha. Đó, là bao gồm VAT nha mọi người. Con này thì trả trước tầm khoảng 30 triệu là nhận xe mọi người nha. Rồi tiếp theo nữa là SH 160 ABS màu xám mọi người nè. Đây, con này đời 2024 mọi người nha. Con này thì em đang xả kho với giá là 103 triệu mọi người nha. Đó, là đời 2024 ABS luôn mọi người nha. Và có đời 2023 nữa thì nó là 101 thôi mọi người nha. Rồi, tiếp theo nữa là SH Mo mọi người nè. Con này là màu xám mọi người nha. Con này thì em đang bán với giá là 65 triệu mọi người nha. Con này là bản đắt nhất mọi người nha. Rồi tiếp theo nữa là màu đỏ mọi người nè. Con này cũng là ABS nhưng mà nó có 63 triệu thôi mọi người nha. Đó. Rồi, SH Mo thì trả trước tầm khoảng 15 triệu nhận xe mọi người nha. Còn AB 125 mọi người, em có lên một con màu xanh xám mọi người nè. Xanh xám này màu sơn 3D mọi người nha. Và một con màu xanh đen mọi người nè, xanh xám cam mọi người nè. Con này thì em đang hai con này là màu sơn thì em đang với giá là 39 triệu bao gồm VAT mọi người nha. Đó, trả trước tầm khoảng 5 triệu nhận xe mọi người nha. Ngoài ra thì màu ring của nó như màu đỏ màu đen thì đang với giá là 38 triệu thôi mọi người. Màu đen nhám thì sẽ là 42 triệu mọi người nha, bao gồm thuế VAT mọi người nha. Rồi tiếp theo là màu xám mọi người. Con này là lên là hôm bữa giờ em thấy là rất là nhiều anh em hỏi nha. Nhưng mà phiên bản tiêu chuẩn lên nè, con này là 31 triệu mọi người nha, 500 mọi người nha. Đây, con này là màu xám sơn lên nha. Còn anh em mua màu trắng này mọi người, màu trắng này 32 triệu mọi người nha. Đó, thì dòng này thì trả trước tầm khoảng 2 triệu là nhận xe mọi người nha. Rồi, qua tiếp tục là Vario mọi người nè. Vario thì khóa thông minh 3 màu sơn, màu xanh mọi người nha, xanh trắng nha. Con này là và màu xanh nè mọi người nha. Đây, khóa thông minh 3 màu sơn, hai màu này cũng đang rất là hot mọi người nha. Đang bán với giá là 38 triệu bao gồm màu sơn, bao gồm thuế VAT mọi người nha. Khóa thông minh luôn nha. Rồi, phía trong này thì có màu xám mọi người nè. Đây, xám khóa thông minh nè mọi người nha. Xám khóa thông minh. Rồi một cái màu mà gọi là bestseller này. Con này là màu tím trắng mọi người nha. Màu này cũng là rất là ít anh em đi màu này nha. Rồi, hai cái màu này khóa thông minh thì em đang bán với giá là 38 triệu ba màu sơn mọi người nha. Về Vario thì anh em trả trước cho em tầm khoảng là 3 triệu là nhận xe được rồi mọi người nha. Rồi, tiếp theo là màu trắng mọi người, khóa thường cũng có luôn nha. Khóa thường thì em đang bán với giá 36 triệu bao gồm màu sơn, bao gồm thuế VAT luôn mọi người nha. Đó. Rồi, màu đỏ này. Rồi màu đỏ này thì em có lên hai phiên bản luôn, khóa thường 36 còn khóa thông minh là 38 triệu bao màu sơn 3D mọi người nha. Rồi. Màu xám này thì khóa thường này 36 mọi người nha. Còn nếu mà có cái màu mà trắng hồng cũng rất là đẹp mọi người nha. Con này thì trắng hồng đang bán với giá là 38 triệu bao màu sơn cho mọi người luôn nha. Đây, màu hồng này cũng 38 triệu bao màu sơn khóa thông minh mọi người nha. Lưu ý cho em khóa thông minh bao màu sơn luôn 38 triệu mọi người nha. Còn khóa thường như màu xanh này, màu tím trắng này, khóa thường này thì đang bán với giá là 36 triệu thôi mọi người nha. 36 triệu một chiếc thôi nha. Đó. Đây là cái màu mà sơn 3D hết mọi người nha. Như màu này cũng sơn 3D màu xanh, khóa thường 36 củ mọi người nha. Màu xám này khóa thông minh sẽ là 38 củ mọi người nha. Rồi, tiếp theo nữa là màu sữa nè mọi người, màu cam sữa này 38 triệu khóa thông minh nha mọi người nha. Bao màu sơn cho mọi người luôn nha. Rồi, một cái màu mà gọi là không ai có luôn. Nói chung là hiếm, rất là hiếm luôn mọi người nha. Cái màu này là không có, lên được cái màu này là anh em mà chạy cái màu xanh này thì gọi là không có ai đụng hàng luôn nè. Đấy, con này thì đang bán với giá là 38 triệu khóa thông minh bao màu sơn luôn mọi người nha. Đó. Và rẻ, anh em muốn rẻ, đây màu ring 35 củ mọi người nha, 35 củ bao gồm VAT mọi người, màu đỏ ring nha mọi người, màu đen bóng ring luôn nha, 35 củ thôi nha. Còn như màu trắng sơn thông minh khóa luôn nè, thì đang bán 38 củ mọi người nha, màu xanh cũng 38 nha. Còn nếu về màu ring á, thì
sẽ có màu trắng nhám nè, con này 37 cũ nè mọi người nha, trắng nhám khóa thông minh mọi người nha. Đó, và màu bạc này là sơn khóa thông minh luôn, 38 cũ. Một cái màu gọi là mua nhiều nhất nè, bữa giờ màu đen bóng nè. Đen bóng mà lên khóa thông minh mọi người nha, là chuyển cái dàn áo qua khóa thông minh, em hỗ trợ luôn nha. Bữa giờ em bán rất là nhiều cái màu này nha. Đó, khóa thường thì 35 thôi, khóa thông minh 37 cũ mọi người nha. Đó, bao okay. màu sơn rồi thì anh em mà cứ lên màu thì cứ lên 1 triệu cho em thôi. Còn tất cả là em sẽ bán giá mà 35 và 37 tùy màu sơn mọi người nha. Rồi, thủ tục trả góp thì đơn giản thôi, chỉ cần căn cước công dân lên hồ sơ mọi người nha. Mọi người mua xe thì nhớ liên hệ trước với em sẽ hỗ trợ cho mọi người 1 triệu tiền xăng khi lên mua xe nha. Và đặc biệt xe bên em là có giấy tờ đăng kiểm đầy đủ các giấy tờ hết rồi. Nên là anh em lên mua muốn làm tự làm biển số thì em chỉ xuất hóa đơn ra, mọi người về làm biển số thôi nha. Mọi người còn phải chờ đợi lâu nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người nha.